ao làng á, ngày xưa Lê Cả Phiêu á, trồng con gì nuôi con gì, môi trường khép kín, môi trường khép kín, cái mỗi nhà như vậy cái đem về con bò, cái xong nuôi con heo, cái xong đào cái ao cá, cái nuôi rau luôn ở trong nhà luôn, rồi cái trồng lúa phía sau nhà luôn, rồi bắt đầu người thải ra xuống cho cá, cá cái người ăn cá cái thải ra cái cho heo ăn, cái lấy rau lên cho heo ăn, cái heo thải xuống cho cá ăn, nó đi vòng vậy đó. Cái ta không cần gì ai hết. Thế là tới ở nhà chơi nội đồng cối đá, kiếm bộ đồ quân đội đó, ủi cho thẳng vô, mặc hoài, mặc 10 năm cũng đớt gắt nữa, cũng sống bà. Cái cắt mấy cái lớp xe đó, ok, mang vô, ok, mang một cái đôi mà bằng mẹ cái vỏ xe tải đó mà cắt ra làm đôi dép á, mẹ mang 100 năm chưa hư nữa. Bền lắm, thứ đó bền lắm. Xong mà kiếm mấy cái vải mà của quân đội Mỹ á, mà thứ mà nó may dù á, mẹ về may mà mấy cái quần á, mặc mẹ gần cỡi cờ một đời người chưa đách nữa. Thấy không? Sau đó lại gì, bắt đầu nuôi con heo, cái xong nuôi kế bên nuôi con bò dắt sữa ra rồi tự vậy luôn, rồi đóng cửa là chơi. Mẹ thằng nào vào trong đất của bố, bố đánh bổ mẹ hết. Đến vậy sống thôi, đâu cần đâu. Còn mua chiếc xe về á, cái lấy cái bịch ni lông á chùm chiếc xe lại mỗi chiều á, cái lấy ngồi cái tâm sỉ găng á, ngồi chùi chùi cái đùm cho nó sáng, cái xong lấy băng keo dán lại, cái xong rồi bọc lại, cái lâu lâu đến giờ đi á, cái dở bao ni lông đã chạy chậm, cái ra ngoài đường bụi quá về lấy cái khăn ngồi lau. Mấy chiếc xe chùm mền để 800 năm luôn không có hư. Vậy thôi, vậy là rốt cuộc mẹ không ai sản xuất xe cho mày chạy hết, tại mày chạy xe bền quá. Còn quần áo mày chơi mẹ nó mấy cái đồ mà thứ mà giải mà của quân đội Liên Xô á, mày chùm lên trên đầu vậy nè. Ôi mày mặc quanh năm cứ vậy, cứ năm chỉ cần 4 bộ đồ thôi là coi như là cái xã hội thế gặp kinh tế là khỏe lắm, độc lập tự chủ, vườn ao chuồng, kinh tế tư duy phát triển. Mua chiếc xe xong rồi về cứ mỗi chiều ngồi chùi vậy nè, ok, đi gần cái lấy chiếc xe đạp ra đi, cái xong lâu lâu đi xa đem cái xe ra dùm dùm, rồi có ốc có zin không, có chạy không, ngồi dán. Ô mẹ, rốt cuộc mấy thằng sản xuất xe hơi ở bên Nhật đồ này kia đối mẹ nó hết, tại vì nó bán cho mình được có một chiếc một mà mẹ chạy mẹ 20 năm rồi, rồi ai đi với mày nữa. Tư bản người ta kêu là kích cầu xã hội, người ta tung cái tiền ra người ta cho người dân, cho để chi, cho người dân ta lấy cái tiền đó người ta xài, chứ không phải cho mày đem về nhà mày cất, cho để xài, người dân ta lấy cái đó người ta xài, người ta mua cái này, ta mua cái kia, người ta mua đồ ăn, người ta mua quần áo để tạo ra công ăn việc làm, nó sinh lợi cho xã hội, chứ không phải cho mày cái mua là năm chỉ cái về cất để dành, tại vì cái xã hội đó là xã hội mày đi xuống. Ủa cái nồi này bền lắm mẹ, cái này là nồi của Nga mẹ, nồi của Nga làm cái cục nào xưa trời ơi, chủ nghĩa, cái nồi cơm điện nhìn giống như trái bom như nó, quý vị nhớ cái nồi cơm điện Liên Xô không? Trong khi đó cái tụi cái nồi cơm điện Sanyo gì Sony gì của Nhật Bản người ta làm nhỏ nhỏ đẹp nhìn chút vậy nè, mẹ xài 1, 2, 3, 4 năm gì nó hư rồi người ta giục, người ta mua cái khác. Còn này mấy ông cố nội rước cái cục nào cục nấy giống như cục trái bom vậy đó mẹ, cái thứ gì của tiệm cắt nữa đó, rồi cái chiếc xe cũng vậy, nó làm giống như cục sắt vậy, cái cục nào cục nấy tổ mẹ vậy nè, cái xe xấu quắc à, thấy ghê chết mẹ luôn. Minh khờ thì nó ba cái trăm sim sông con khỉ móng gì của tụi xã hội chủ nghĩa, cục nào cục nấy mẹ nhìn bự bự vậy nè, rồi nó chạy hoài nó không hư, rồi nó không hư mà nó nặng mà nó hao xăng mà nó đủ trò hết trơn, mẹ giác cũng không được mà mặc bộ đồ lên ngồi nó nhìn nó xấu, mẹ lính không ra lính, dân không ra dân, cái kỳ cục lắm. Trong khi đó bị thấy Nhật Bản không, ta làm chiếc xe ra 50, 60 ta làm chiếc xe ra nhìn nó thanh cảnh nhẹ nhàng, mẹ chạy vài năm hư mua chiếc khác thì nó khác. Mấy anh tư duy ngộ lắm, mấy anh cộng sản nó tư duy kỳ lắm, tụi nó không có chế cái đồ gì phục vụ nhân loại hết á. Ok, rốt cuộc chỉ có là gì mẹ, chỉ có giỏi xe tăng thiết giáp súng với lại tên lửa là giỏi, ngon lắm, bắn ngon lắm mẹ, đây là chiến thánh mẹ, thì đánh giặc là giỏi, coi như là chế ra đồ giết người thì giỏi, nhưng mà cái đồ mà phục vụ cho đời sống, quý vị thấy không, rốt cuộc mấy xã hội chủ nghĩa thằng nước Nga mẹ cũng tết có chế được internet luôn, rốt cuộc internet cũng từ Mỹ ra rồi, cái loại mà để phục vụ cho nhân loại là cái thuốc mà kháng sinh đầu tiên trên thế giới, penicillin ambi, hồi xưa con người ta bị nhiễm trùng đâu có đồ gì chích đâu, không cũng mang tự bản chế ra thuốc luôn, rồi phục vụ, rồi cái hệ thống ngân hàng, rồi cái hệ thống tiền tệ giao dịch, rồi những cái đồ phục vụ mày, rốt cuộc mẫu mã đồ của châu Âu, đồ của Nhật Bản, đồ nhìn nó đẹp đẽ, mấy cái đồ mày đến bây giờ thằng Nga mày chế được cái chiếc xe hơi nhìn giống như cục sắt vậy, xấu bỏ mẹ luôn, quý vị thấy không, mà hơn là hồi đó mua được cái công nghệ của Đức, cái đâu cái tư duy cộng sản nó vậy,